Cái gì? Là một người phụ nữ mang thai cần cấp cứu à? Tôi biết rồi. Tôi đang đến nhà của bệnh nhân đây. Số 4321 đường Lexington. Đây rồi. Đây, có ai ở nhà không? Nhân viên cấp cứu tới rồi nè. Vào đi, cửa không khóa. Đau quá, là bệnh giúp tôi. Quỷ thần thiên địa ơi, sao chị không tới bệnh viện sớm để sinh đẻ chứ? Còn chồng của chị đâu? Tôi xin lỗi, tôi không thể tới bệnh viện nơi đông người. Làm ơn giúp tôi. Để tôi kiểm tra cho chị. Không hay rồi, máu ra nhiều quá, còn vỡ nước ối em bé nữa. Chắc phải sinh ngay tại chỗ này rồi. Được rồi, chị bình tĩnh, hãy làm theo lời tôi nói. Thở đều nào, cố gắng rặn ra nào. Tốt lắm, con chị chào đời rồi nè. Hả? Sao đứa bé này kỳ lạ quá vậy? Cái đầu của nó là một cái tim ấy. Không, quái vật. Không, xin đừng đi. Làm ơn, đừng tiết lộ đứa con đặc biệt của tôi ở đây. Nếu không người khác sẽ làm hại nó mất. Mẹ ơi, mẹ lại đi chợ nữa à? Cho con đi với, con muốn ra ngoài. Không được đâu con, hình hài của con không giống người bình thường. Ra ngoài, lỡ người khác làm hại con thì sao? Thôi ráng ở nhà đi, mẹ đi chợ sẽ quay về liền mà. Con nhớ không được soi gương đó nha. Mẹ ơi. Sao mình cứ bị nhốt trong nhà như thế này, thật là chán quá đi. Mình chỉ thấy được thế giới bên ngoài mỗi lần mẹ mở cửa mà thôi. Không biết những đứa trẻ khác có bị như vậy không? Ủa, con gì vậy? Nhìn nó lạ quá, đẹp nữa. Hả? Nó bay ra ngoài rồi. Trời đất ơi, mình muốn bắt nó quá. Mẹ của mình quên khó cửa rồi. Ở thế giới bên ngoài này, sao đẹp thế này? vui quá. Kìa kìa, nó bay đằng kia kìa. Ô, đứng lại. Đứng lại. Đâu rồi? Hả? Con gì nữa vậy? Không. Mau tránh xe tao ra. Tránh xe tao ra. Chúng mày làm gì với tao vậy? Thật đáng ghét. Tại sao chúng mày lại cắn tao chứ? Chứ con động vật bốn chân dữ tợn chết tiệt đây. Tao sẽ cho chúng mày một bài học. Chết đi. Sao mình có thể giết bọn chúng một cách dễ dàng thế này? Đây, sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này chứ? Hả? Cái gì thế kia? Một cô bé gái đầu tivi à? Không thể nào. Quái vật, người quái vật đầu tivi. Đừng lại gần đây. Cô bé kia, cái đầu của cô cũng giống như ta. Không tin thì cô cứ soi xuống dưới nước xem thử đi. Sao cô lại kỳ thị ta chứ? Không, đầu của tôi sao lại là cá tivi được? Cô bé, chuyện đó từ từ tính sao đi. Ở đây rất nguy hiểm. Lũ con người thế giới này thấy chúng ta kỳ lạ, bọn chúng sẽ chắc chắn săn chúng ta để bán cho sở thú mà xem. Nhanh lên, mau rời khỏi đây đi. Này, ông bị gì vậy? Âm thanh gì thế kia? Mau chạy đi cô bé, mau chạy đi. Lũ con người đang săn chúng ta đó. Hãy chạy lên thượng nguồn, ở đó có một bãi rác rất nhiều tivi cũ. Hãy ăn những cái tivi đó đi, sẽ giúp cô bé thoát khỏi bọn chúng. Không. Bãi rác ở thượng nguồn có rất nhiều tivi cũ. Ăn những chiếc tivi này sẽ giúp mình thoát khỏi lũ thợ săn hay sao? Người của mình sao tự dưng cao lớn thế này? Trời đất ơi, sao lưng của mình mọc ra cái thứ gì kỳ quái thế kia? Mày kiếm, chúng ta để nó biến thành khổng lồ rồi. Mau, bắn cho nó chết luôn đi. Chúng ta sẽ đem xác nó tới viện bảo tàng làm sinh vật kỳ lạ. Lũ con người xấu xa. Sao cái người lại muốn bắt ta chứ? Tránh xa ta ra. Mình phải về nhà với mẹ. Chết tiệt, lũ ô dụng, mau đứng dậy đi. Nó chạy đằng kia kìa, mau đuổi theo nó. Mẹ ơi, con về rồi nè. Trời đất ơi, tiếng của con gái.
chỉ muốn bắt một cái con sinh vật biết bay kia mà thôi. Thật không ngờ con đã gặp phải lũ thợ săn con người, bọn chúng dùng súng bắn con. Con cố gắng chạy về đây nè. Cái gì chứ? Lũ chết tiệt đó đã phát hiện ra con rồi hay sao? Không được, không được, con không được ở đây. Hãy đi tới thế giới của cha con, thế giới của loài TV Man. Nhanh đi. Ủa, con có cha hả? Cha của con là TV Man. TV Man là như thế nào? Không, nhanh đi con. Cứ đi thẳng về hướng nam, băng qua khu rừng rộng lớn thì con sẽ tới được thế giới của loài TV Man. Nhanh đi đi. Nếu con bị lũ thợ săn đã phát hiện ở đây thì cả lẫn mẹ với con đều phải chết hết đó. Con biết rồi, con biết rồi. Con đi đi. Chào mẹ. Trời đất ơi, sao xa thế này? Khu rừng này thật rộng lớn. À, con có tiếng gì vậy? Quỷ thần thiên địa ơi, là một con động vật bốn chân khổng lồ. À! Con mình trở nên to lớn, mình thật phi thường rồi. Không bao giờ mình sợ nó chứ. Mình sẽ hạ nó, giết nó giống như là mình giết những con sinh vật bốn chân nhỏ bé lúc trước vậy. Dài. Chết rồi, nó chết rồi. Hay quá, hay quá. Tiến thẳng tới lãnh địa thế giới TV Man của cha mình thôi. Ủa, những thứ này sao quen thuộc thế này? Wow, là những cái TV khổng lồ. Nhìn bọn chúng thật là bự. Hay là mình ăn bọn chúng gì? Đúng rồi, lần trước mình nuốt những cái TV nhỏ mình đã bự như thế này rồi. Nếu mình nuốt những cái TV khổng lồ này, chắc chắn mình sẽ trở nên to lớn hơn. Lúc đó mình sẽ không sợ sinh vật độc ác nào nữa. Cấp báo, cấp báo, thưa chú tể tài thành TV Man, có một kẻ đã đột nhập vào lãnh địa của chúng ta. Hắn đã ăn hết thức ăn mà chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài. Cái gì? Còn có kẻ thứ hai có thể nuốt được những chiếc TV to lớn khổng lồ hay sao? Hỗn kiếp, kẻ đó là kẻ nào? Hắn rất nhanh. Sau khi ăn những chiếc TV to lớn thức ăn của ngài, hắn đã biến thành khổng lồ. Rồi nhảy vụt mắt. Chúng tôi không kịp nhận ra hắn là ai cả. Người nói cái gì chứ? Được rồi, hãy thông báo cho tất cả thần dân TV Man đề phòng cẩn thận. Ta đi tuần tra khắp khu rừng để xem thứ đó rốt cuộc là ai. Hồi nãy mình ăn hơi nhiều, no quá à. Nhưng sao cái cơ thể mới này trông thật gợi cảm, sexy quá đi. Mình thật là ngại. Thì ra tên trộm cắp đang ở đây. Chết tiệt, hắn cũng có thể biến thành dạng khổng lồ sau khi ăn được những chiếc tivi của ta hay sao? Mẹ kiếp, lần này ta sẽ tính sổ với ngươi. Quang, hắn là một cô gái à? Là một tài tình TV nữ à? Không thể nào. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Tại sao lại tồn tại một TV vô mạnh trên đời chứ? Cô ấy từ đâu đến? Cái gì thế kia? Một tên biến thái nhìn chằm chằm vào người của mình à? Khốn kiếp, chết tiệt. Ta sẽ cho ngươi một bài học. Cái gì? Đã ăn cắp thức ăn của ta rồi, không biết xin lỗi mà còn lớn giọng như vậy à? À, to gan, còn dám tấn công cả ta nữa. Chết tiệt, đừng có nghĩ ngươi là con gái thì ta sợ nha. Thức ăn nào là của ngươi chứ? Tình biến thái, tính dễ sơm. Ngươi đừng nghĩ ngươi to lớn khổng lồ thì ta sợ nha. Ta cũng trở thành siêu to siêu bự rồi. Ta sẽ dẫm nát ngươi, cho ngươi xem sức mạnh mới của ta nè. Bạn kìm, ngươi đừng nghĩ ngươi là đàn bà, ngươi thích làm gì thì làm. Dẫm ép ta, được, ta sẽ ra tay chừng chỉ con mũ đàn bà đây. Dài. Ta không ngờ lãnh địa của loài TV Man lại xuất hiện một kẻ bẩn thỉu biến thái như ngươi. Ta sẽ thay mặt họ thanh trừng ngươi. Cái gì chứ? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là tài tần TV Man, chúa tể của cái lãnh địa đây. Mau dừng lại, dừng lại. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Ta tới đây
để tìm cha ta. Cha ta cũng là một TV-man. Không lẽ ngươi, ngươi là cha của ta? Không thể nào. Nhìn mặt ngươi rất là gian xảo, biến thái. Hả? Ta cũng không muốn có đứa con nào như cô cả. À đúng rồi, mấy ngày trước ta có một tên thuộc hạ già. Hắn nói hắn muốn vào thành phố thế giới con người để thăm vợ của hắn. Chắc có lẽ đó chính là cha của ngươi. Cái gì chứ? Hả? Không, không lẽ là người đàn ông có cái TV trên đầu đó bị lũ thợ săn bắn chết hay sao? Không, không, cha của tôi. Đừng có nhõng nhẽo nữa. Ta không để tất cả thuộc hạ của mình gặp nạn ở thế giới con người đâu. Ta đã cứu hắn về rồi. Được rồi, theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp cha của ngươi. Hay quá, hay quá. Cảm ơn Titan TV Man. Ngài thật là tốt bụng mà còn đẹp trai nữa.